Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động, cũng là một khoản chi phí lớn của doanh nghiệp. Vì thế, người kế toán tiền lương có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý, còn phải cân đối các chi phí tiền lương cho doanh nghiệp. Đến với khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu sâu và nắm vững các nghiệp vụ về tiền lương, các khoản phụ cấp liên quan, tự tin làm chủ công cụ phần mềm tính toán tiền lương và các khoản phúc lợi, bảo hiểm xã hội, cập nhật được các quy định luật mới nhất liên quan đến chính sách, người lao động, tiền lương và bảo hiểm. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Trong nội dung của khóa học kế toán tiền lương, các bạn sẽ được học cách theo dõi phản ánh kịp thời các số lượng người lao động, thời gian lao động tính chính xác tiền lương phải trả cho người lao động, bao gồm tiền lương, tiền nghỉ phép và các khoản tiền thưởng, vào đúng bộ phận có liên quan, dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy nghỉ phép, quy chế lương thưởng, tính chính xác số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn, vào các chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp, trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp về tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng lập kế hoạch quỹ lương cho kỳ sau, xây dựng được một bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm, hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để làm cơ sở tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán tiền lương. Đến với khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com và nhấn vào tìm kiếm theo khóa học mà các bạn muốn tìm hiểu. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn từng nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học tiền lương bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680223 để được tư vấn và hỗ trợ.